lật lại hồ sơ vụ Hồ Duy Hải, Lê Minh Chí sẽ hạ đo ván bình tòa ra sao? Kể từ tháng 5 năm 2020, sau phiên giám đốc thẩm, vụ án Hồ Duy Hải đã kết thúc với một dấu ấn để lại. Đó là phát biểu xanh dần của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ông Bình thừa nhận rằng quá trình điều tra vụ án còn có những sai sót, nhưng ông vẫn khẳng định điều đó không thay đổi bản chất vụ án. Kết quả giám đốc thẩm, tòa vẫn tuyên y án tử hình với Hồ Duy Hải, và vụ án đã khép lại với oan khiên ngất trời của một tử tù oan, người đã bị nhốt trong chốn lao tù đến nay đã 16 năm. Báo Công an Nhân dân đưa tin vụ bắt người, đưa tin vụ Hồ Duy Hải. Tờ báo Công an Nhân dân vào ngày 28 tháng 3 đưa tin bắt tạm giam đối tượng đăng tải nội dung xuyên tạc vụ án Hồ Duy Hải. Bản tin cho biết vào ngày 28 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Đức Dự, 48 tuổi và khởi tố bị can Hoàng Quốc Việt, 46 tuổi. Cả hai bị can đều cư trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo cáo buộc, ông Dự và ông Việt bị quy chụp là đăng tải trên trang cá nhân nhiều bài viết xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ về quá trình điều tra xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Công luận thấy rằng vụ bắt giữ kể trên xảy ra trong bối cảnh vụ án Hồ Duy Hải đã rơi vào ngõ cụt, không lối thoát, đồng thời chính trường Việt Nam lại hết sức rối ren. Có nhiều ý kiến cho lo ngại cho tương lai chính trị của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Sau phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, công luận đánh giá rằng phán quyết của chánh án Bình càng khẳng định rõ hơn về nền tư pháp mù lòa của Việt Nam. Nhà báo Huy Đức nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng công lý và số phận của Hồ Duy Hải có phải đã là ưu tiên quan trọng nhất hay không? Y án không đơn giản chỉ để giải cứu uy tín chính trị của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Trước đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Lê Minh Chí đã chỉ ra hàng loạt sai sót, mâu thuẫn trong quá trình điều tra, tố tụng và kháng nghị hủy bản án để tiến hành điều tra lại. Đáng chú ý, việc chánh án Bình làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm của Hồ Duy Hải đã được sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, bởi đây là lần đầu tiên một chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trực tiếp làm chủ tọa một phiên tòa. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Lê Minh Chí. Trước, trong và sau phiên giám đốc thẩm, công luận và giới chuyên gia khẳng định trong quá trình điều tra xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, vụ án Hồ Duy Hải đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng hình sự. Đặc biệt là vai trò 3 trong 1 của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án này. Theo đó, ông Bình từng là thiếu tướng, tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong quá trình điều tra vụ án này. Cũng sau đó, ông trở thành Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao và ban hành quyết định không kháng nghị vụ án. Rồi sau khi trở thành chánh án, ông lại làm chủ tọa tại phiên tòa giám đốc thẩm, là người tuyên bác kháng nghị giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Như vậy, ông Bình với 3 vai trò điều tra, công tố, thẩm phán chắc chắn không thể đưa ra phán quyết công tâm và vô tư. Mới đây đã xuất hiện những tin đồn đoán về sự thay đổi lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tư pháp. Theo đó, khả năng ông Lê Minh Chí sẽ ngồi ghế trưởng ban nội chính trung ương. Như vậy, số phận chính trị của Nguyễn Hòa Bình có thể sẽ gặp vấn đề. Bởi theo thông tin dò dỉ từ cung đình cho hay, trước khi kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, ông Lê Minh Chí đã báo cáo xin ý kiến tổng trọng và đã được đồng thuận. Vì vậy, nay ông Chí chủ động thượng đài để ép ông Bình vào một cuộc so găng đỉnh cao. Cuộc so găng này sẽ không có người thắng, nhưng kẻ thua cuối cùng chính là chánh án Nguyễn Hòa Bình. Giới phân tích đánh giá, chánh án Bình là một nhân vật thân cận của tổng trọng. Bộ Công an đang sử dụng đại án Phúc Sơn để lật tung thánh địa Quảng Ngãi, nơi mà Nguyễn Hòa Bình từng một thời trấn nhậm và thăng tiến. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình. Do đó, việc làm sai lệch hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải, điều đó có thể là có ý nghĩa chính trị rất lớn. Nhất là vào lúc này, uy tín của Đảng nói chung và của các lãnh đạo cấp cao đã xuống nhanh tới mức chưa từng có từ trước đến nay. Quan hệ giữa Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình lúc này vẫn được đánh giá là hòa hợp. Nhưng với quyết tâm xoán ngôi đoạt vị, thì đồng minh Tô Lâm cũng sẽ thẳng tay với Bình Tòa.
mới đây báo Công an Nhân dân lần nữa đề cập đến vụ án Hồ Duy Hải chắc chắn không phải là sự tình cờ, mà có khả năng cao là việc này mở đường cho việc sẽ khởi tố vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến chánh án Nguyễn Hòa Bình. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin giật lại hồ sơ Hồ Duy Hải, Lê Minh Chí sẽ hạ đo ván bình tòa ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tô Đại trinh phạt Quảng Ngãi, số phận bình tòa sẽ ra sao? Truyền thông nhà nước đưa tin trong vụ bê bối của tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn này đã hối lộ các quan chức ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Nhiều chỉ dấu đã cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã soi rất kỹ và bắt giữ nhiều lãnh đạo tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Báo Lao động vào ngày 28 tháng 3 cũng đưa tin một con đường dài gần 9 km, hàng loạt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vướng vòng lao lý. Bản tin cho biết dự án đường bên bờ nam ven sông Trà Khúc là con đường khiến nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt vì tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm đã rời ghế lãnh đạo Việt Bằng. Mới nhất vào ngày 28 tháng 3, C03 của Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Phó Bí thư Thường trực tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và Nguyên Bí thư, Nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ với tội danh nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho các dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi cũng như tại Vĩnh Phúc. Trước đó vào ngày 7 tháng 3, ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố và bắt giam. Sang ngày 8 tháng 3, chủ tịch Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng bị bắt, bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước cho hay tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam tổng cộng 17 người theo 4 tội danh khác nhau trong vụ án vừa kể trên. Đáng chú ý, số tiền cụ thể mà những lãnh đạo, cựu lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc nhận hối lộ từ hậu pháo chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Công an cho rằng số tiền tương đối lớn lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ riêng số tiền mà hậu pháo chuyển cho ông Đặng Trung Hoành, người thân của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, để xây nhà thờ tổ đã lên tới 64 tỷ đồng. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Liên quan đến những bê bối của tập thể lãnh đạo tại Quảng Ngãi, không thiếu sự góp mặt của các cựu bí thư Quảng Ngãi như Nguyễn Hòa Bình, hiện nay ông ta đang là đương kim chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Theo giới thạo tin, ông Bình có mối liên hệ chặt chẽ với tập đoàn Hoa Lâm của nữ đại gia Trần Thị Lâm. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 28 tháng 3 đưa tin, chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm rời ghế lãnh đạo Việt Bằng. Bản tin cho hay, bà Trần Thị Lâm, chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm, vừa phải rời ghế phó tổng giám đốc Việt Bằng theo nguyện vọng cá nhân. Theo báo Tuổi Trẻ, có quan hệ sở hữu chéo giữa tập đoàn Hoa Lâm do bà Trần Thị Lâm làm chủ tịch và Việt Bằng do ông Dương Nhất Nguyên làm chủ tịch. Bé ông Nguyên là con trai bà Lâm. Theo Bộ Công an, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, Việt Bằng và bà Trần Thị Lâm chính là một quả bom ngân hàng sắp phát nổ, giống y hệt như vụ ngân hàng SCB cần phải xử lý gấp. Trang Chân Dung Quyền Lực từ đầu năm 2015 đã tiết lộ ông Nguyễn Hòa Bình và con trai Nguyễn Tấn Anh đang sở hữu tới 8 doanh nghiệp ở trong nước, trong đó có tới 5 doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Đáng chú ý, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình hùn vốn kinh doanh với các doanh nghiệp chỉ bằng vốn chính trị mà không cần góp vốn tiền. Đó là các dự án tại Quảng Ngãi như khu liên hợp bến xe Quảng Ngãi, khu đô thị An Phú Sinh. Vẫn theo Chân Dung Quyền Lực, một sự thật khôi hài vì quan tham muốn làm cả hai dự án quá lớn so với năng lực thực sự nên gia đình ông Bí thư Nguyễn Hòa Bình đã bị mắc nghẹn. Nhưng vì vốn chính trị quá lớn nên ban lãnh đạo Quảng Ngãi phải đặt cách để giải cứu. Chính quyền Quảng Ngãi đã xé lẻ các khu đất, cấp sổ đỏ cho từng miếng đất thuộc hai dự án nói trên để biến thành tài sản riêng của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình. Được biết, chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có mối quan hệ thân tình với Tổng Trọng.
Đó là lý do vì sao tại đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông Bình được cơ cấu vào Bộ Chính trị với hy vọng ông sẽ ngồi vào ghế Phó Thủ tướng thường trực. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Nhưng trình độ và năng lực chuyên môn của ông Bình quá yếu kém nên ông vẫn ở vị thế Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, một vị trí chỉ cần là Ủy viên Trung ương Đảng là đủ. Mới đây, theo giấy thạo tin tại Hà Nội tiết lộ cho Thời báo .d biết rằng có những sự thay đổi cơ bản của lãnh đạo cấp cao của các cơ quan tư pháp. Cụ thể, các phe đang thương lượng để ông Tô Lâm ngồi ghế lên Chủ tịch nước, ông Phan Đình Trạc sẽ sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Còn Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Duy Ngọc chuyển sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đẩy ông Lê Minh Chí sang ngồi ghế Trưởng ban Nội chính Trung ương. Như vậy, ghế chánh án của ông Nguyễn Hòa Bình dường như vẫn bất động. Tương lai của ông Bình sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Đại chinh phạt Quảng Ngãi, số phận Bình Tòa sẽ ra sao? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.